Tối 24 tháng 7, chuyến tàu mang số hiệu SE14 đã xuất phát tại ga Sài Gòn, chở theo hàng trăm hành khách đặc biệt. Họ là những người dân Hà Tĩnh đang mắc kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh, đang được hỗ trợ về quê. Nhiều người không giấu được sự vui mừng. Trước đó, từ chiều, hàng trăm người dân Hà Tĩnh đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến ga tàu chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này. Nhiều người dân bày tỏ không ngờ có một ngày họ lại có một chuyến đi đầy cảm xúc như thế này. Theo công ty vận tải đường sắt Sài Gòn, thực hiện yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa khoảng 3.000 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Công ty đã lập các đoàn tàu chuyên biệt để đảm bảo an toàn phòng dịch và tạo thuận lợi cho địa phương. Chuyến tàu đầu tiên giúp bà con Hà Tĩnh có nhu cầu trở về quê hương trước bối cảnh các tỉnh thành phía Nam đang trải qua diễn biến dịch bệnh phức tạp, mang số hiệu SE14, xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 20 giờ 45 phút ngày 24 tháng 7. Đoàn tàu dự kiến đến ga Yên Trung lúc 5 giờ ngày 26 tháng 7. Đặc biệt, đoàn tàu SE14 không đón trả khách tại các ga dọc đường và được nhân viên trên tàu phục vụ ăn uống tận nơi. Đối với hành khách đi tàu, cần khai báo y tế và phải có giấy xét nghiệm âm tính. Hành khách sau khi về đến ga Yên Trung sẽ được tỉnh Hà Tĩnh đưa đi cách ly tập trung. Sau chuyến tàu đầu tiên này, công ty sẽ phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức thêm các chuyến tàu khác, đưa các công dân còn lại của tỉnh có nhu cầu về địa phương.